thay mặt tập đoàn cũng như các công ty liên doanh rất là cảm ơn cô chú đã tin tưởng và lựa chọn Waterboy cũng như là lựa chọn Nam Long cũng như là với các đối tác Nhật để mình đồng hành, mình đầu tư, mình mua ở. Thì cách đầu tiên thì chú cho cháu hỏi là lý do nào mà chú chọn Waterboy làm cái nơi mà chú an cư cũng như là đầu tư. Tại vì cháu cũng biết là ngoài chú mua thì còn có con của chú và những người thân của chú. Cái lý do mà chú cũng chọn mua ở đây để làm cái nơi an cư gọi là tuổi già, tuổi về hưu đấy. Do cái vị trí của cái dự án này rất độc đáo, nó có sông nước bao bọc. Thứ hai nữa là cái mà chú tâm đắc nhất là cái tổng dự án, trong đó những công trình tiện ích, trong đó có phần công viên chiếm khoảng 25 hectare. Công viên cây xanh thì đấy là một cái rất độc đáo mà so với những cái chủ đầu tư khác thì Nam Long rất là nổi trội trong khu vực đó. Thì cái đó là cái chú thích nhất nên chú mới chọn dự án này. Chú cho cháu hỏi thêm là cái yếu tố nào có thể giúp chú quyết định là thay vì ở trung tâm quận 3 mà chú lại hai vợ chồng quyết định là về đây. Thật ra lúc đầu khi mà chú tham quan cái dự án này đó, thì chú cũng nghĩ rằng dự án nó nằm ở vùng ven của thành phố. Mà mình ở trung tâm thành phố là lâu rồi. Thì nó quen. Liệu có thích ứng được cái vị trí mới hay không? Thì sau vài lần đi tham quan và nghiên cứu so với những dự án khác phía đông phía tây của thành phố, thì cuối cùng chú chọn cái dự án này là bởi vì cái vị trí rất là độc đáo như hồi nãy chú đã trình bày. Cái thứ hai nữa là bây giờ con thấy mình đã lớn rồi, chú có một đứa con thôi, bây giờ đã trưởng thành và có công việc ổn định. Thì như thế thì cô chú thì cũng đã tuổi về hưu, thì mình không có nhu cầu nào ở gần trung tâm thành phố. Thành ra là chọn ra đây làm cái nơi để mà nó vui vẻ và không khí trong lành bình yên. Thì đấy là cái điểm mà làm chú thích thú nên chú quyết định chọn và về ở trước Tết. Sau khoảng đây là khoảng 3 tháng chú nhỉ? Khoảng gần 3 tháng. Gần 3 tháng dọn về một cái nơi ở mới của mình. Thì cuộc sống của cô chú có thay đổi gì không ạ? Cái cảm nhận, cái trải nghiệm nó khác so với lại lúc mình ở trong trung tâm quận 3 không chú hả? Rất là phù hợp với cái ước nguyện của cô chú lúc tuổi về hưu. Rất là lý tưởng. Cuộc sống ở đây rất là ổn định. Thứ hai nên là cái không khí rất là mát mẻ, bình yên. Thì rất là phù hợp với chú, với cái lứa tuổi của cô chú. Dạ, cháu xin cảm ơn chú. Rồi, không có gì. Xin chào.